Lần đầu tiên tại một trung tâm lưu trữ quốc gia, người tham dự được trải nghiệm ứng dụng HoloRoom để hiểu về câu chuyện mộc bản bằng tranh cát, công nghệ 3D mapping để xem quy trình biên soạn và khắc in mộc bản, sử dụng công nghệ thực tế ảo VR360, quét mã QR code để xem thông tin trưng bày. Tối 22 tháng 9, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc sự kiện văn hóa Hành trình di sản trong thời đại số. Đây là sự kiện mở đầu quá trình quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giúp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, gần gũi và bổ ích của khách du lịch, các chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ khi đặt chân đến thành phố Đà Lạt. Những người thực hiện mong muốn góp phần tạo nên định hướng, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ cho các tỉnh thành trên cả nước. Dịp này, tọa đàm chuyển đổi số trong phát huy giá trị tài liệu lưu trữ với sự tham dự của các nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực lưu trữ và công nghệ đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng. Mộc bản triều Nguyễn là những bản gốc tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, đã được ngành lưu trữ qua các thời kỳ tập trung quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị một cách thống nhất, có hiệu quả góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần đây, việc chuyển đổi từ tư liệu truyền thống sang tư liệu số là một bước tiến mới. Đó là việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy mô, là các hoạt động đẩy mạnh việc công bố, tuyên truyền, triển lãm tài liệu lưu trữ trên môi trường mạng, là việc ứng dụng các công nghệ mới. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4 tại thành phố Đà Lạt là nơi bảo quản khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, tư liệu thế giới, một loại hình tài liệu lưu trữ đặc biệt quý hiếm trong kho tàng lịch sử văn hóa Việt Nam, được UNESCO ghi danh vào chương trình Ký ức Thế giới vào ngày 31 tháng 7 năm 2009. Khối tài liệu gồm 33.971 tấm là nguồn tư liệu tin cậy, còn khá nguyên vẹn để khảo cứu, đối chiếu, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị khối mộc bản này, bên cạnh các hình thức truyền thống, trung tâm đã từng bước đổi mới và mở rộng hình thức quảng bá, giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Và hành trình di sản trong thời đại số sẽ phục vụ công chúng hoàn toàn miễn phí từ nay.